Vâng, xin chào các bạn. Ở trong buổi ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn một cái thủ thuật liên quan đến AutoCAD. Đó là làm sao để có thể đổi tên được block trong CAD được chưa? Chắc hẳn các bạn đã làm việc với CAD, những cái bản vẽ như này thì những cái block là bạn sử dụng là không thể tránh khỏi đúng không? Sử dụng rất nhiều là khác. Tuy nhiên thì đối với những cái bản vẽ hoặc là những cái thư viện mà bạn đã sử dụng những cái block mà tên nó rất là xấu như thế này. Nó không theo một cái quy luật nào cả hay là nó tên theo kiểu hệ thống của AutoCAD mà nó đặt ra, nó rất là giống kiểu như ma trận như này được chưa? Chúng ta rất khó làm việc và chỉnh sửa để tìm đến nó một cách nhanh nhất và dễ dàng nhất. Thế thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với bạn một cái thủ thuật. Khi mà các bạn copy từ cái thư viện, ví dụ các bạn có cái thư viện CAD ở đây đúng không ạ? Các bạn muốn lấy một cái bàn vào chẳng hạn. Đây một cái bàn ăn 6 chỗ này. Đó, các bạn paste sang cái bản vẽ chúng ta nhá. Đấy cái trường hợp mà bạn bắt đầu sử dụng đến cái bàn ăn để bạn copy cho cái bản vẽ, ví dụ đây là bản vẽ về nội thất này, mặt bằng tầng 1 này. Thế bạn muốn sử dụng cái bàn này thì bạn kích ra thì thấy là cái tên nó rất là xấu. Được chưa? 18 mình chả biết là 18 cái gì đây mà trong khi nó chỉ có 6 cái ghế thôi. Hay là những cái tên khác. Thế thì làm sao để đổi tên nhanh cho những cái này để bạn quản lý nó tốt hơn, chặt chẽ hơn và dễ dàng sử dụng về sau này khi bạn muốn chỉnh sửa. Thì mình giới thiệu cho bạn đến một cái LeapCAD. Ok, LeapCAD mình mang đến cho bạn đó là LeapCAD RB. Tên viết tắt tiếng Anh của nó là rename block ấy, hay chính là đổi tên block. Thì ở đây những cái clip CAD mà mình sẽ giới thiệu bạn thì mình sẽ để tên lệnh trước và tên chú thích chức năng ở sau để bạn dễ dàng hình dung. Tôi không chần chừ gì nữa thì để các bạn chờ lâu quá rồi. Mình sẽ loan ngay clip này vào và thử cái sức mạnh của nó được chưa? Cái clip này mình download trên mạng về, trong tình cờ mình xem ở trên mạng mình download về và nó phục vụ cho công việc của mình. Mình thấy hay mình chia sẻ lại cho bạn luôn. Đây, RB. Thì cách mình hay dùng đó là kéo thả trực tiếp vào cái bản vẽ mình đang sử dụng này. Được chưa? Đấy, các bạn chọn tính năng là Always Load. Đó, load, được chưa? Hoặc bạn nào mà load theo kiểu truyền thống luôn là dùng lại AP, app load để tìm đến cái đường dẫn của nó chứa ở đâu ấy, được chưa? Rồi xong load vào. Đây, mình ở desktop này. Hay là đâu đó, các bạn load vào thì cũng được thôi. Mình hay chọn cách là kéo thả trực tiếp vào. Thế thì từ bây giờ thì cái lệnh AP, à cái lệnh RB đã có tác dụng. Đấy, các bạn thấy có lệnh RB khi mà gõ được ra, tức là cái load, cái clip nó đã thành công. Tại đây các bạn ấn Enter này, hoặc là ấn phím cách, gõ như một lệnh bình thường. Đó. Nó bảo gì tiếp theo ạ? Các bạn hãy lựa chọn cái block mà bạn muốn thay đổi. Ok, mình chọn cái block này. Sau đó nó bảo là nhập cái tên mới vào đây, New Block Name này. Các bạn nhập KT bàn ăn 6 chỗ ngồi. Mình đặt là 6 slot được chưa? Hoặc là 6 ghế vân vân, tùy theo các bạn. Đặt làm sao bạn thấy thuận tiện nhất. Và nên có cái chữ tiền tố hậu tố đây nhá, tiền tố mới đặt là KT kiến trúc gạch ngang bàn ăn. Đó. Thì quản lý bản vẽ nó sẽ chuyên nghiệp hơn. Tới đây sau khi nhập tên xong các bạn nhấn enter, ký đúp lại, đã xong được chưa? Đây cũng là bàn ăn 6 chỗ được chưa? Trên này là một cái bàn tròn 6 chỗ, ở dưới này là cái bàn mình vừa đổi, đây là bàn ăn vuông cũng 6 chỗ được chưa? Chữ nhật các bạn có thể chú thích thêm là chữ nhật hoặc là tròn nếu bạn mong muốn. Ở đây ví dụ là nhóm RB này, đổi lại tên nó là bàn ăn 6 ghế vuông được chưa? Đó, enter. Đấy, vuông nó khác với cái tròn, mình ký hiệu này mình nhận biết được rồi. Các bạn có thể là ghi thêm một cái chú thích nào nó dễ phân biệt đối với các bạn thì bạn có thể đặt tên nó cho nó. Đối với trường hợp của mình thì mình sẽ đặt tên nó như thế này. Được chưa? Mình sẽ đổi một số cái khác nhá. Ví dụ như là cái sofa này đúng không ạ? Đấy, cái sofa thì tên nó rất là xấu như này. Quá xấu luôn. Các bạn đổi tên luôn RB. Cái clip này là dùng rất là đơn giản đúng không ạ? Cách vào đây là KT ngang là sofa. Enter. Đúng không? Bây giờ các bạn kích đúp lại để xem tên nó đã đổi tên thành gì ấy. Sofa. Rất tuyệt vời đúng không ạ? Mình đổi tên một số cái khác nữa đi. Cây, để nhận cái cây này ra tên là gì? 1221 đúng không ạ? Mình đổi tên luôn. Đó. Cây này gọi là RB là KT ngang. Cây trang trí ạ, được ạ. Cây trang trí trong nhà mình đặt là cây trang trí, ok enter. Nó khác với những cái cây ngoài vườn. Đây. Đã là cây trang trí rất là tuyệt vời đó và rất là dễ sử dụng.
sức mạnh của nó thì có thể tiết kiệm thời gian rất nhiều đối với các bạn mà phải phải explode cái block này ra, sau đó các bạn lại đóng lại đặt tên cho nó thì rất mất thời gian đúng không ạ? Thay vì thế chúng ta có clip này. Thì đây là một cái clip mà mình cũng rất là hay sử dụng trong các công việc của mình và thấy nó rất hiệu quả. Mình chia sẻ lại cho các bạn. Thế thì các bạn nếu bạn nào mà đang gặp cái vấn đề tương tự thì các bạn có thể tải cái clip này về sử dụng. Mình sẽ để link tải dưới phần mô tả của video nhé. Ok, và nếu bạn nào mà làm được và sử dụng thành công cái clip này thì hãy để lại cho mình một like ở dưới video và có thể là comment cho mình là mình đã thực hiện thành công cái clip này. Ok, xin cảm ơn tất cả bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.